Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn hiện tại ấp Phú Quế, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì hôm nay thì trên đường đi giúp hoàn cảnh và con cô bác thì mình có đi ngang là cái chỗ là cá tra thiên nhiên. Thì hôm nay mình ghé lại, bạn mình chia sẻ cho bà con cô bác biết về cái tình hình của hầm của cái bầy cá tra này. Thì có một số bà con cô bác thì thấy nước nó giật, nó lắng xuống gần sát đáy, thì bà con cô bác nói là cá tra nó đi, nhưng mà thật sự là cá tra nó không đi các cô chú, mà cái số lượng nó một ngày một lớn, nó một nhiều hơn so với lúc trước nữa. Thì cũng là do là nó lớn nó nhiều thì ra cái lượng ăn nó nhiều hơn nữa, thì cho nên là cái người mà nuôi thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì bây giờ nói chung thì cá tra cũng cho nó ăn hạn chế lại, chứ có cũng không có như lúc trước nữa nha bà con cô bác. Thì bây giờ cái số lượng nó theo mà các người ta đổ khoảng là nó lên đến 20-30 tấn rồi. Thì mỗi ngày thì hạn chế lại thì cũng cho ăn 4-5 bao gì đó, thì nó cũng không có đủ sức. Nhưng mà 4-5 bao thì một ngày cũng cái số lượng bao thức ăn thì nó khoảng là 250-ngàn, thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì 4-5 bao là một ngày nó ăn khoảng là 1 triệu. Thì được các cô chú mạnh thường quân nào mà ủng hộ, thì cái người mà ta quản lý cá thì ta cũng rất mừng nha. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống đặng mình coi chú cho ăn. Đây là hai cái thau, mình đã cầm sẵn hai cái thau để lại xuống cho cá nó ăn. Thì bà con cô bác biết thì hồi lúc nước lớn thì nó lớn lên tới cái cây đó thì các cô chú không thấy. Bây giờ là nước gồng xuống là nó sát xuống dưới này rồi, hoàn toàn là không bao lưới gì nha các cô chú anh chị. Là nó tự đến đây rồi nó ở, rồi nó sẽ ăn vòng vòng ở đây thì nó ở đây luôn, chứ là không có là bao lưới gì mà chặn nó lỡ hết. Thì cái lượng cá bây giờ các cô chú thấy thì nó bự hơn lúc trước rất là nhiều, nó cá nó lớn hơn rất là nhiều. Bây giờ cái con này là khoảng là một con có thể là hơn nửa ký hết rồi ha chú Năm. Vậy ha, một ký cũng có nè ha. Dạ, thì chú cho đeo này cái ha. Thì cái lượng cá bây giờ là nó kinh khủng luôn nha các cô chú anh chị. Mình sẽ bỏ cái này ra, mình sẽ cho ăn với chú Năm nha. Đó. Thì thường thường là buổi chiều mình cho ăn một lần, hay là hần sáng mình giải tới chiều và buổi chiều cho nó no. Hần sáng mình giải tới chiều, coi cái lượng nhiều ít thì giấc chiều mình giải thêm nữa. Giấc chiều mình giải thêm nữa ha. Dạ. Mình giải phải xa, phải phân ra cho nó đều hả? Dạ, giải cho nó đều, nó ăn đều. Thì đây nha các cô chú, hoàn toàn là không có lưới gì để đăng lợi hay là chằn lợi gì hết. Thì tự nó đến thì nó ở, chứ không có hạn chế gì hết. Thì có được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, thì sống bao nhiêu hả chú Đông? Dạ. À. Vòng vòng đây là những con lớn không nè, con bự nè. Thì nước gồng nó gần sát. Thì cái đàn cá của mình một ngày một nhiều chứ nó đâu có giảm gì đâu hả? Dạ. Rồi có một số cô chú nói như là nó đi nó nghỉ ở là sao? Nói nghe, có bà con người ta khi mà người ta không biết cái lúc mình cho ăn gì nó lên nhiều, lúc mà mình không cho ăn cái người ta qua lại, tôi nói người ta thấy như vậy đó, chứ sự thật thì nó ngại đông không chứ đâu có ít đâu. Ngoài những con cá tra này là ở rồi, còn có thêm cá gì nữa là ở không? Có cá phi này kia, đồ cá chạy dinh này kia, đồ nhóc chứ. Nhiều lắm ha. Nó bị lắng rồi cái giạt ngoài chứ. Rất chiều chiều mà mình cho ăn như vậy nó cũng, nói chung ra là cũng vui ha. Dạ. Cũng như là giải trí buổi chiều vậy đó không? Dạ. Rồi cái tình hình là bầy cá bây giờ nó một ngày một nhiều như vậy, rồi cái số người ta tham quan còn như lúc trước không chú Năm? Cũng ít hơn ngày trước. Ít. Thưa thớt hơn cái lắm, nó có nhiều người ta sợ người ta lợi mà không biết cá nó còn hay không, để cái đồ nút giật á. Dạ. Mình cũng thông báo cho bà con cô bác biết nha. Thì bầy cá thì nó còn nhiều hơn lúc xưa nữa, số lượng nó cũng nhiều hơn nữa. Rồi người ta cá nó một nhiều rồi, người ta ít lỡ thăm rồi, cái như là cái lượng cho ăn đó mình tính sao chú? Thì mình cũng cho ăn bình thường chứ, dù có người ta lợi thì mà không có mình không cho nó ăn, chứ đâu có để cho sợ cho nó đói đâu. Vậy ha. Dạ. Rồi như vậy rồi cái lượng cho ăn nó ít hơn hay sao? Cũng nếu bây giờ cân đối thì một ngày ít nhín gì là cũng từ 3-4 bao á. Rồi cái mỗi một bào thức ăn nó là 250 ngàn hả? Dạ. Rồi như vậy gia đình mình chịu nổi cho nó ăn không?
thì nó ngay bà con có ủng hộ nhiều thì thiếu rồi mình cũng căng ra mình chịu sao vậy? Căng ra. Tại lúc trước là mình có sắc rau muống đồ cho ăn, còn bây giờ nó không ăn rau muống luôn, ăn sao mà bây giờ như là thấy là mình chỉ rải thức ăn không à. Vậy rau muống giờ một là nó cũng hiếm, cái thứ nhì nó nước cạn này cho ăn rau muống rồi bị hắt nước hôm trước nó già bị dạt ra ngoài thành ra tôi ngưng á. Thì vậy đó, nó lượng nước mình tôn cái này cái nó bị xanh nước á. Nó dạt ra ngoài. Là do là cái nước nó thấp xuống ha. Dạ. Còn như mình rải ở đây nó ăn vậy, mình rải ở ngoài nó ăn không? Không. Rải ngoài là nó không ăn đó ha. Dạ. Dạ. Thì cá ở đây nha các cô chú, thì ở đây với ở ngoài là hoàn toàn là vô ga là bình thường hết, chứ không có lưới không có gì hết trơn. Nói chung ra thì cũng có một số bà con cô bác đồ á, người ta cũng muốn làm như chú Năm là để cho cá ăn đồ, người ta cũng nhữ dữ lắm, nhưng mà nó không có lợi nó ở. Chỉ chú Năm nè là nó tự động là nó đến đây rồi nó ở rồi nó ăn rồi nó sinh sản ở đây luôn. Đúng là đất lành chim đậu á chú Năm. Yeah. Mà mình câu mình, mà nếu như mà mình câu mình bắt một con rồi là đất lành là chim đậu rồi. Đất không lành là ta nhậu con chim gì. Đất không lành thì ta nhậu luôn con chim phải không? Đúng á nghe bà con cô bác, lý do là mình không câu không bắt. Với hai nữa chú Năm ổng ăn chay hồi xưa tới bây giờ, thành ra nó lợi nó ở, chứ nhiều người nhữ lắm, nhiều người giữ nhiều lắm, nhữ nó lợi nhưng mà nó không có đến nó ở như vậy. Cái lượng cá này là bây giờ là người ta đánh là khoảng bao nhiêu rồi chú Năm? Nhiều người thì mình cũng không chuyên môn nuôi, hơn người thì nói mười mấy tấn, người nói hai chục hai mấy tấn kia rồi, thì mình cũng dưới nước mình cũng không biết được á. Vậy đó ha. Dạ. Mình gãi chừng nào mà đã thôi ha. Dạ. Cái này cá thiên nhiên. Ồ, ngoài đó cá nhỏ ha. Ừ, nó cá nhỏ hơn cái này cá bự. Cái này cá thiên nhiên nè, con nào nó là thù. Bởi vậy. Đúng cá thiên nhiên. Khô con rồi. Khô luôn, khô luôn, lên khô nước luôn. Quá trời. Cái này cả trăm tấn có trên. Ngoài nó vô. Ừ. Còn cá nhỏ nhỏ nó là đập mà nó tan ra ngoài. Quá khỏe rồi. Quá khỏe rồi. Quá khỏe rồi. Chuyện nước lớn nó lút ra cầu đó luôn á. Lút cầu đó luôn hả? Ủa cỡ này nước cao thấp dữ vậy đó hả? Ừ, cao thấp dữ vậy. Vì nước rong nè. Nước lớn là lúc cái cầu này luôn. Dạ. Về tay nước tát chứ hả? Quá trời. Cỡ này nó dư rồi nó ra ngoài luôn à. Ừ. Trong này không chứa nổi à. Đây là nó cá nhỏ này rồi. Trời, cá nhỏ. Quá trời. Đối cỡ này là bà con cô bác người ta đến 5 mét, cho nên là bầy cá nó hơi đấu, chứ nó vẫn là còn cái số lượng như cũ, chứ không có bỏ đi một con nào hết. Do nước nó rút thấp xuống, một số bà con không biết đó, thì nói cá nó bỏ đi, thực sự ra là nó không có bỏ đi. Một ngày mình lên là mình thấy nó một nhiều chứ không có. Quá trời, lên tới trên bờ ăn luôn. Tới cho bà ăn luôn đó. Đó cá. Cũng có nhiều người hỏi đang lên thăm lắm, nhưng mà không có biết đường đi, không biết làm sao chỉ. Chút nữa là nếu như mà nãy mình sẽ cho số điện thoại là con bác anh chị nào mà có liên hệ thì liên hệ trực tiếp với chú Năm. Nhưng mà nhỏ lên quá trời luôn. Còn cái gì nổi nữa không thì mệt con luôn. Quá rồi. Cái chiều chiều mà buồn buồn ngồi cho ăn gì cũng sướng nữa. Ờ à, đúng rồi. À. Cảnh thiên nhiên nè. Cảnh thiên nhiên, đúng cảnh thiên nhiên. Nó có một cá trắng đó. À, anh đi chen bữa năng nó ghê không, cá trắng. Bước đó là chớ rồi nó con nó lên. Quá nhiều à. Wow.
cái con cá thì nó ăn cũng theo cái cách mà người cho ăn nữa. Và nếu như mà người nào mà cho ăn với cái nết là đổ xuống cái ào thì nó sẽ quen theo cái nết đó, nó sẽ chậm lơ liền. Còn người nào mà gãi từ từ thì nó sẽ tản ra, nó sẽ ăn từ từ. Quá mềm luôn rồi, làm khô nước luôn rồi. Và nước lớn thì nó ăn thì đậm hơn khu vực này ta luôn. Thôi nhớ rồi. Cái bầy cá này được đánh là hiện giờ là bao nhiêu rồi chú Năm? Hả? Theo người ta đánh là bao nhiêu rồi? Mình có nhiều người là lỗi nhớ mười mấy tấn, người nói 20 hay mấy tấn vậy thôi mình. Mình như nước như nào thì mình chuyên môn rồi. Đúng như gãi là. Có con cá gì nó lợi lạ đẹp không Năm ơi, nó mới lợi đâu rồi đúng không mày nào? Vậy hả? Nó không có đẹp cực kỳ luôn. Cá cha hay gì? Có mà cá cái gì luôn nó cá cha. Cá thì thường thường nó hồng hồng, cái đầu nó đen đen như là con cá sâu vậy á. Vậy hả? Không phải nó, cái loại nó như là cá trắng vậy. Nó bình thường mà nó giống như con cá trà vinh vậy á. Còn con cá cha mình đầu mấy nào? Mấy đi đợi trời sao không thấy lên. Nó mới lợi hôm qua này nè, trong bờ nãy ai cũng bắn cái gì đẹp cực kỳ luôn. Ôi, không lỡ con cá ấy. Cá chép. Không phải, con cá mà nó... Cá điều hồng quá hả? Cá điều hồng. Cá điều hồng. Cá đó cá điều hồng không phải. Cá điều hồng. Chấm mới lại đó. Mới lại đó. Mới lại đó hả? Mới lại là mình phát hiện liền nha. Mới lại liền nè, cái nào mới lại liền. Mới lại hai cái ca nó bị cái chốt cũng là đen đó. Cái chốt nhỏ đó là nó bị cái liền. Đã kịp là đã không? Người cỡ này còn sát con bốn không chú? Hổm dài cái nước cạn này, hổm dài. Không có rau muống hả? Rau muống cũng hết rồi mà dưới mà bò hổm nước cạn cho ăn cho nó cái dạng nó nhiều như đây cái nó bị hắt nước à. Nó dạt ra ngoài này ra không dài cho nên nhưng rau muống cầu cũng ghê quá.
Còn bài cá này, bài cá gì nè? Sao hôm nay nó không vô ăn ta? Nhiều cái lượng cá nổi có bằng khô quá luôn nè. Trời ơi, có cả quá trời nó ăn. Đúng là gãi thưa thưa ra thì nó đến là ăn nhiều à. Mà mình hát một cái một là nó dồn nó chạy luôn phải không? Nó dồn nó dãy nó ấy lắm mà có con thì nó ăn no, còn con xa thì nó ăn không được đều. Mình giải vậy nó đều. Không thua gì trong hầm cá nha các cô chú. Hầm cá là ít hơn luôn đó. Hầm nhỏ nhỏ là nó ít hơn luôn. Đó, gãy ra. Sáng nước hết trơn. Quá đã. Cái này là mình nó lên là tất nhiên là cái tóp nào ở trên thôi. Còn cái tóp sâu ở dưới nữa hả? Dạ, tàn ô nó là bà con người ta tắm lậu dưới nó đụng tới đất luôn. Nó đâu phải ở trên đâu đâu. Vậy ha, dạ. Ở trên mặt là ở trên mặt. Nhưng còn một số ở dưới là ở dưới phải không? Dạ. Bây chú giải giờ thấy nó đội 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 lên cái à. Cái này như là hồi đó đó, bây giờ mình nuôi vậy mình có mơ ước hay là mình ước ao gì cho nó là ở không, hay là tự nhiên nó đến rồi tự nhiên nó đi? Nó ngay thì nói chung thì hồi trước thì tôi gặp cái clip của chú Năm Cường đến là Cường cũng có mơ ước để có để nuôi giống vậy thì, nhưng mà mơ ước thì cũng trong 2 năm sau cũng nó đến, cái gì nó đến cho mình vậy đó ha. Dạ yeah. Cũng có mơ ước cho nó mơ được ước. Vậy ha. Dạ. Rồi bây giờ rồi mình có cái mơ ước của mình có rồi, mình bây giờ mình có sợ gì không? Thì bây giờ lo sợ một cái là mình nữa là
cái lo cho nó ăn hàng ngày thôi chứ không không lo được cái gì đâu. Vậy đó. Dạ. Bây giờ là công việc gì, việc nhà gì cũng bỏ hết á, tập trung vô mình một mình lên nó đó hả? Dạ. Mà cái lo trước mắt nó là cái ăn của nó thôi phải không? Dạ, lo cái ăn. À. Chứ bên cái vạt cầu xẹt kia đồ với dàn cào đồ là bây giờ là hết sợ rồi phải không? Nhà nước người ta ủng hộ cũng đỡ rồi, bây giờ lo cho nó cái ăn thôi mà. Bây giờ là chỉ lo cái ăn thôi. Dạ. Chiều chiều mà mình xuống mình gãi vậy cũng êm ha. Ừ. Cũng coi như là cái thú vui là chơi. Người đó, ta chơi giải ở đẳng không, mà mình giải ở đẳng không, đẳng đây đẳng chú thấy nó lạc nghẹt hết trơn. Vậy vậy. Chứ đâu phải ở đây không anh. Một người có một cái thú vui nha các cô chú. Người thì người ta chơi cây cảnh, người thì người ta chơi chim, còn một người thì người ta chơi cá, còn chú Năm Đựng thì khoái chơi cá tra dưới sông. Cái này mà nếu như mình quen vậy rồi một ngày nào không có nói chắc buồn lắm ha. Dạ, là vậy đó. Quá vậy. Người thì chơi gà. Đây. Quá đã ha. Cái khu vực này mà chú giải tới đâu nó lên cái bằng khô nước ở đó. Khô nước tới đó. Này là tính ra 100 mấy chục mét vuông. 100 mấy chục mét vuông mình tính rồi luôn rồi ha. Dạ. 100 ù quá trời luôn. Ở trên gãi, trên ở dưới gãi ha. Thì hổm gài có bà con cô bác nào đến ủng hộ mình không chú Năm? Cũng cái này hiếm lắm. Hiếm lắm ha. Dạ, cái này thì... rồi hiếm ở đâu mà mình có mình lo cho nó ăn. Lọt qua tháng 11 này thì tới giờ thì hiếm. Khách là ít. Khách là ít. Dạ. Đúng là êm thiệt ha. Rồi cũng là một số cái lò đồn người ta nói là cá nó không còn ở đây nữa. Dạ. Thì cho nên là người ta cũng ít lợ. Dạ. Với hai nữa cái tình hình dịch bệnh nữa nè. Tình hình dịch bệnh nữa. Dạ, dịch bệnh nữa. Thì hôm nay mình đến rồi mình cũng xin báo với bà con cô bác là đàn cá tra là nó còn yêu nguyên. Và với cái số lượng là nó nhiều nhiều hơn nữa nha các cô chú anh chị. Đó, chú Năm cũng gửi cho ăn. Thì hôm nay mình đến đây thì cũng không có bà con nào gỡ để ủng hộ chú Năm. Thì thôi mình xin trích cái tiền này là cái tiền nhà mình ra ủng hộ chú Năm là 4 bao thức ăn. Là 4 bao thức ăn là 1 triệu hả chú Năm? Dạ. Dạ, thì mình cũng xin ủng hộ cho chú Năm. Đây con gửi cho chú Năm 1 triệu nha, đặng cho cá ăn nha. Dạ. Rồi cũng mong là các cô chú với ông bà với các mạnh thường quân nào có lòng hảo tâm, yêu động vật, yêu thiên nhiên thì tiếp tục ủng hộ cho chú Năm đặng ông nuôi bầy cá tra này nha các cô chú anh chị. Đây con gửi cho chú Năm. Dạ, cảm ơn chú luôn. À. Mình lên mình thăm thì mình thấy cũng thích lắm các cô chú. Dạ. Chiều chiều rồi cái mình ra mình gãi cho nó ăn vậy cũng vui vui. Thấy không? Dạ. Nó no mình cũng thấy mát ruột hả? Dạ, nó no rồi mình thấy cũng ấy cho nó đủ rồi mình thấy cũng xót xa lắm. Dạ. Đã. Phải mà nước gần gần là bắt được hết trơn nghe các cô chú. Dạ, nước gần gần là sạch sáng, là... nước lớn nhiều. Dạ. Thì video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo nha. Xin chào. Chụp tấm